tuần trước thì mình sẽ bắt đầu làm những cái series về những cái anh chị mà mình đã được học rất là nhiều điều trong cái cuộc sống của mình, để có thể point out ra những cái điểm mà mình cảm thấy rất là tích cực về từng người này, thì chúng ta có thể từ đó học tập và trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Ngày hôm nay mình xin được nói về những cái tư duy của anh Anthony mà mình đã được học trong suốt những cái quá trình hơn 5-6 năm làm trong dealership, để chia sẻ với các bạn ở đây. Cái đầu tiên mà mình học được ở anh Anthony đó chính là anh tin vào là mỗi người á, nếu mà cố gắng vươn lên, cố gắng hết sức mình, làm việc chăm chỉ và trung thực thì sẽ đều dẫn đến thành công. Cái mà anh luôn nói trong tất cả các buổi họp đó chính là cái sự mỗi người đều được sinh ra một cách khác nhau. Có thể lúc các bạn sinh ra bạn là một thằng khốn rách áo ôm, có thể lúc bạn sinh ra bạn đã kêu là silver spoon đó, là cái những cái đứa mà những đứa trẻ rich kid á, được cưng chiều, hay là cái bạn sinh ra thì bạn không được may mắn như người ta về cái hoàn cảnh. Nhưng mà anh không tin vào số phận, tức là nếu mà các bạn cố gắng hết sức mình vươn lên thì nhất định các bạn cũng sẽ đạt được những thành công nhất định, những thành quả nhất định, những cái điều mà các bạn muốn hướng tới. Ít nhất là không thành công thì cũng thành nhân, người ta nói như vậy. Mình rất là thích trong cái khoảng thời gian mà mình đi làm trong dealership thì mình được nghe những cái câu chuyện motivation, tạo động lực. Và cái điều mình thích ở đây đó là nó không có giống như những cái câu chuyện mà các bạn thấy trong bán hàng đa cấp. Lại lật lại cái câu chuyện mà các bạn trẻ năm 2016-17 tràn ra phố Nguyễn Huệ là yes, tôi sẽ là tỷ phú, triệu phú, bất động sản sau 2 năm, 3 năm gì đó, thì mình đã phân tích rất là nhiều rồi. Là các bạn này chỉ là pump up lên, làm cho nó có động lực trong 15-20 phút thôi. Nhưng mà các bạn này không có real, không có thật, không có be real. Tại vì sau đó vài năm, như cách đây 1-2 năm thì họ có quay lại phỏng vấn cái nhóm bạn này, và nhóm bạn này vẫn chưa làm được gì. Và các anh chủ nhóm có nói là chúng tôi làm như vậy là chỉ để có tạo động lực, để phấn khích nhau thôi, chứ thực sự cái điều đó nó không có một cái mục đích, một cái điểm đến cuối cùng thực tế. Thì mình thấy cái điều đó không đúng, tại cái đó nó là bán hàng đa cấp. Còn trong những cái công ty hay là trong những cái môi trường công sở các bạn làm việc thì thường họ có những cái motivation, những cái tạo động lực lẫn nhau để có một cái môi trường làm việc tích cực hơn, thoải mái hơn và nâng cao cái hiệu quả làm việc hơn. Nhưng mà họ real, tức là hàng ngày thì mình thấy là mình đến những cái nơi từ một cái chỗ bán hàng bình thường, mình có tham dự các bạn workshop, một số workshop, rồi mình có tham dự coi những cái công ty financial advisor hay là financial consultant gì đó, để họ nói chuyện với nhau và cái team của họ tạo được như thế nào. Mình đến từ rất nhiều dealership, những cái dealership mình làm, rồi những cái dealership của các bạn mình làm, mình đến trong cái ngày nghỉ, rồi mình đến các broker thì họ đều có cái sự một cái người leader đứng lên tạo động lực. Thì những cái điều này đó mình thích hơn, tại vì nó thật hơn, nó không phải bán hàng đa cấp. Một ông sếp đứng lên nói là năm 16 tuổi tôi rất là ngu ngốc, tôi đã làm những chuyện sai lầm, tôi phải vào tù, tôi phải làm những chuyện này, nhưng mà tôi quyết tâm làm lại từ đầu và ngày hôm nay tôi được ở đây. Một ông sếp khác thì nói là các bạn cảm thấy mình vô bất hạnh à, các bạn cảm thấy mình không kém may mắn à. Các bạn nghĩ đi, năm 12-13 tuổi tôi vượt biên qua đây, người nhà của tôi mất hết, mất trên biển hết, và tôi phải qua đây một mình, tôi phải lăn lộn, tôi phải làm lại, và ngày hôm nay tôi đứng ở đây là một người ông chủ lớn, một general manager. Và coi lại những cái hình ảnh, những cái hình mà gia đình của anh ấy đi vượt biên những năm xưa, thì đó là những cái mà câu chuyện thật, cái tính real ở đây. Thì cái điều đó mình cảm thấy rất là hay, và cái lý tưởng này luôn luôn được Anthony mang đi khắp mọi nơi trên các dealership. Trong cái buổi motivation mình đều thấy được cái điểm số 1 này, là cho dù bạn có sinh ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có sự kém may mắn nào, nhưng nếu các bạn có ý chí cố gắng vươn lên thì các bạn sẽ có thể chiến thắng được số phận. Đó là cái tư duy mà mình cảm thấy rất là cảm kích anh Tony. Cái đức tính số 2 mà mình học được, cái tư duy số 2 mà mình học được từ anh Tony đó là stop complaining, có nghĩa là đừng có phàn nàn. Và có lẽ là mình bị lây cái tính này từ anh Tony khá là nặng nề, cho nên mình lúc nào mình cũng cảm thấy rất là khó chịu với những người mà hay đổ thừa hoàn cảnh, hay phàn nàn về cái số phận của bản thân mình. Đối với cái tư duy của anh Tony, hay là đối với tư duy của những người không dám dùng chữ thành công, tại vì chắc mình cũng chưa được tiếp xúc với những người thành công lớn, nhưng mà mình xin phép dùng chữ thành công, tại vì trong cái từ điển tiếng Việt thì mình không biết dùng chữ nào hết, là thành công trong cái lĩnh vực của họ thôi, trong cái môi trường của họ thôi. Đối với mình, ví dụ như một người cha thành công là nuôi dạy con ta nên người, một anh học sinh viên thành công là
có thể tốt nghiệp ra trường đó loại giỏi, và một cái ông làm trong leadership thành công là có thể lên được cái chức cuối cùng, lương cao, thí dụ như vậy. Thì những cái người thành công trong một cái lĩnh vực nào đó đó, họ luôn có cái tư duy này là không thích chỗ thừa. Lỗi tại tôi, mỗi đàn nó giống y như trong mỗi lần các bạn đi lễ nhà thờ, lỗi tại tôi, mỗi đàn. Tức là khi các bạn làm sai cái gì đó, làm chưa đúng gì đó, hay bạn không bằng người ta, trước tiên tiên trách kỹ hậu trách nhân, tức là trách bản thân mình trước hãy để đổ thừa hoàn cảnh. Đối với anh Anthony thì anh không thích những người mà mèn á, thằng đó nó xu nịnh quá nó mới thắng được mình, thằng đó nhà giàu sẵn rồi chắc nó lấy vợ giàu nè, chứ độ du học sinh qua đây mà lấy vợ giàu mà sao thằng không lấy vợ sao ở lại thành công được, thằng đó chắc ba nó đi đường hậu mới được vô cái trường tốt nè. Tức là thay vì trách cái bản thân mình thì lại trách bạn những cái người khác làm những cái chuyện xấu xa và assume thôi, thì mình thấy cái đó năng lượng rất là tiêu cực. Cho nên cái ý mà self-complaint này nó rất là hay các bạn. Cho nên cái mình đã từng làm một cái video mà mình cảm thấy là hay nhất từ trước tới giờ trong những cái video mình làm, đó là bạn họ đổ tên thừa. Mình đã xóa video này rồi, và tới bây giờ thì có rất là nhiều bạn muốn mình mở lại cái video để coi, rất tiếc là mình không có làm nữa. But anyway, cho dù cái môi trường nó có khắc nghiệt như thế nào, có bạn không có đủ một điều kiện như thế nào, nhưng mình tin là nếu mà các bạn vươn lên cố gắng, các bạn không ngừng nghỉ, không có bao giờ cảm thấy để không bao giờ give up, để cho cái năng lượng tiêu cực nó lấn át bản thân mình, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ tốt hơn trong cái con đường mình đi. Đừng có đổ thừa cái thằng đó, nó cho dù có thật sự là vậy, nó được xu nịnh bởi một ông sếp thì kệ nó, cứ để cho nó, một ngày nào đó bạn cũng tới được rồi. Ví dụ như cái thằng đó nó được những cái thành công hơn như vậy là tại vì nó có những cái hỗ trợ như vậy, cũng cứ kệ nó, bạn cứ lấy đó làm cái thước đo bản thân mình. Đó là cái tính mình tính. Mình rất là cảm thấy trách bản thân mình bất tài vô dụng, không có đủ sức. Tại sao người ta không bằng tuổi mình, tại sao người ta nhỏ tuổi mình, hay tại sao người ta chỉ lớn mình vài tuổi thôi mà người ta đã đi tới đó rồi. Mình có thói quen lấy cái người giỏi hơn mình ở trong cùng một lĩnh vực để so đo phân bì với họ, mình không có nói ra. Nhưng mà mình muốn đưa bản thân mình lên đó, lúc nào mình cũng nhìn lên cái người giỏi hơn mình hết. Tại sao như vậy, tại sao? Nhưng mà mình nhìn giỏi, mình nhìn cái điểm tốt của họ, ồ đây là cái chiêu cực kỳ hay, họ đã làm như vậy, mình nên học hỏi, chứ không phải mình nói một cái thằng này tức quá, không phải vậy. Và nếu các bạn có được cái tính stop complaining này, không có complain về bất cả mọi cái chuyện bất công, cái chuyện xung đột xung quanh á, thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ rất dễ để áp dụng được cái phương pháp lửa củi mà mình đã hay nói trong các video. Tại vì bạn không có thừa, mà bạn không có thừa thì người ta hạ thấp bạn, mày sao có cửa cỡ như thằng đó, thí dụ vậy. Thì cái đó là lửa củi, mà lửa củi thì nó âm ỉ, nó tức lắm. Bạn sẽ có đủ động lực để đẩy bạn đi xa hơn. Và trong thực tế thì mình không cần phải nói nhiều nữa, trong thực tế đã có rất nhiều người đã làm được những cái điều đó, đã vươn lên được, đã thành công được. Đó là cái tư duy số 2 mà mình cảm thấy rất là đáng quý bởi anh Anthony. Mình muốn bổ sung một cái ý này cho cái ý mà stop complaining mà mình quên. Tức là mình thấy có nhiều người á, là khi họ được trao một cơ hội, trước khi họ nghĩ đến là họ sẽ thành công trong cái cơ hội đó, thì họ liền nghĩ đến những cái chuyện khó khăn hết á, khoái đổ thừa và rút lui. Thôi mày làm cái này đi, chưa có biết mình làm được hay không, hơi khó quá làm được đâu. Cái đó mà cái câu mà mình nhớ hoài nè, Anthony hồi xưa nói là positive thinker always see opportunities in difficulties, negative thinker always see difficulty in opportunities. Đó là những người suy nghĩ tích cực lúc nào cũng thấy được cơ hội trong cái sự khó khăn. Những người suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng thấy được sự khó khăn trong những cơ hội. Tức là trên cuộc đời của bạn, những cái người mà tiêu cực, những cái người mà dễ nản lòng, nản chí, họ sẽ thấy những cái sự khó khăn trước đã. Hay là bây giờ mày ra mày mở cái công ty ABC đi, cái thằng tiêu cực, má tao sao làm được mày ơi, cái này khó quá, tiếng Anh tiếng Mỹ không, tao đâu biết gì đâu. Nhưng mà một cái thằng khác với muôn vàng khó khăn gấp đôi cái thằng nãy luôn, cái thằng nãy là được ba má cho tiền vốn, được người mentor, cái thằng khác gấp đôi luôn, chỉ có một người đã nói anh sẽ làm quân sư cho em mới làm cái này đi. Nhưng mà cái thằng đó, oh this is opportunity, this is là cơ hội để tao làm điều đó. Nó luôn thấy được những cơ hội trong những khó khăn, nó không cần biết những muôn vàng khó khăn gì mà nó phải đối đầu, nhưng mà đó là cơ hội. Hai cái đó là hai cái sự khác biệt. Mình tin rằng là những cái người không có complain, stop complaining, những cái người không có phàn nàn sẽ có được những cái hướng tư duy là họ luôn thấy cơ hội xung quanh mình. Đặc biệt là các bạn thấy trong cái mùa dịch này có rất là nhiều cơ hội. Những cái người mà không có complain, dịch chán quá, không có ra đường làm được cái này cái kia, có những người từ cái khó khăn đó họ ló ra những cái business trigger. Mặc dù một số người bị biến chất, ví dụ đầu cơ tích trữ bị ở tù chẳng hạn, nhưng mà một số người các bạn thấy không,
ngon. Ví dụ mình nói một số lúc đó commercial building người ta bỏ quá trời luôn, nhưng mà có nhiều người nhìn ra cơ hội, người ta dám mua. Bây giờ equity lên khá nhiều các bạn, bây giờ lên khá nhiều. À thì để thấy được là trong nguy có cơ, và nếu bạn là một người tích cực thì bạn sẽ có tận dụng được những cơ hội đó. Nhưng mà trước tiên là đừng có đổ thừa. Cái tư duy cuối cùng mà mình học được của anh Anthony đó là một cái câu mà cửa miệng mình luôn đem theo và mình để luôn trên hình nền của Facebook mình, cũng như là mình để luôn trên cảnh cuối của tất cả những video này. Đó là khi các bạn thực sự muốn có điều gì, các bạn sẽ chắc chắn tìm ra một cái cách để phấn đấu vì điều đó. If you want something bad enough, you will find a way to get it. Cái cụm từ khóa quan trọng, the keyword trong câu này là bad enough. Nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là ủa sao em cũng muốn em làm được, tại vì em không có want it bad enough. Có những người, nếu mà mình nói cái câu này cho đúng đó là, nếu các bạn muốn cái gì đó bất chấp mọi thủ đoạn thì các bạn sẽ tìm được cách làm được nó. Nhưng mà cái chữ bất chấp mọi thủ đoạn nó có hai hướng khác nhau. Cái người có thể làm thực sự là bất chấp mọi thủ đoạn, làm những cái chuyện kinh thiên động địa để đạt được mục đích đó. Nhưng cũng có những người khác bất chấp mọi thủ đoạn trong một cái giới hạn đúng đắn, không trái pháp luật và cũng không trái với nhân cách và đạo đức của con người. Có thể những cô gái họ muốn giàu, họ muốn được sống sung sướng, họ bất chấp thủ đoạn, họ chấp nhận đánh đổi cái sắc đẹp bản thân của mình để được cái đó. Cái đó mình cũng có thể gọi là if you want something bad enough, you will find a way to get it. Right? Nhưng mà nếu mà một cái anh chàng want it bad enough, mình dưới quê lên lập nghiệp, mình Việt Nam mới qua, mình hai bàn tay trắng, mình muốn được giàu, được sống sung sướng như những người khác, mình muốn cha mẹ mình đỡ vất vả hơn. Mình phải đi lên, mình phải nhịn nhục, mình phải cố gắng hết sức mình, học tất cả những skill set mà mình có từ những người thầy của mình. Không quản khó khăn, ăn cơm nguội, không hâm đồ trong chỗ làm từ sáng tới chiều, làm tăng ca, làm đủ mọi thứ. Người ta chửi kệ bà nó, thằng nào có khiếp kệ luôn. Nhưng mà luôn luôn nhìn lên cái thằng giỏi nhất, mình phải beat nó. I wanna be on top, I wanna be on top one day. Tên của mình phải để lên bảng, I am the top. Thì cái đó cũng là bất chấp mọi thủ đoạn. Cái đó cũng là bất chấp mọi thủ đoạn. Nếu mà lật lại, các bạn thấy không? Có những thời gian mình đua salesman rất là dear các bạn. 90 ngày, từ tháng 9 tháng 12 mình không nghỉ một ngày luôn. Actually có nghỉ một ngày Christmas, đó là lúc đó tại vì nghỉ ngày đó mà sau này mới bị short một hai chiếc mém thua đó. Chứ thật sự là không nghỉ và làm từ sáng 8 giờ rưỡi sáng cho tới 8 9 giờ tối every day trong 90 ngày. Thậm chí cổ áo đen thù lùi luôn, vợ mình không có giờ để giặt áo luôn, tại vì đi làm nhiều quá. Mà đi vô trong chỗ làm á, anh Anthony còn nói trong buổi họp là mình phải hùng tiền lại mua một cái giường cho thằng Thắng nó ngủ trong đây. Đó, hồi xưa đó mình là âm thầm mình thực hiện những cái mục đích của mình, nhưng mà mình không muốn nói, để khi mình thực hiện được rồi mình mới được cái niềm vỡ hòa trong sung sướng. Cái năm 2015 á là cái năm trước đó mình vô 2014 là anh Eric Ramos Mendoza họ ảnh thắng Salesman of the Year. Mình rất muốn thắng nhưng mà rất tiếc cái năm đầu tiên trong nghề 2015 của mình không đủ khả năng, mình chỉ cán chức thứ tư thôi. Nhưng mà có một cái kỷ lục mà ảnh giữ, đó là ảnh chỉ được Salesman of the Month 2 tháng liên tiếp thôi. Trong cái store đó ở trên lầu nó có một cái bảng thành tích khoảng từ năm 2000 hay là 2008 đến 9 thì mình nhớ mười mấy năm lận, tất cả những cái tháng trong năm đó ai là Salesman of the Month nó đều để tên lên. Nếu bây giờ các bạn lên Capital Toyota các bạn sẽ thấy tên Bảo Thắng Trương ở đó. Tên đầy đủ mình là Trương Đình Bảo Thắng nhưng mà không có chữ lót, đã bỏ chữ Đình rồi. Thì mình muốn phá một cái lục, đó là mình muốn thắng 3 tháng 3 months on the road. 3 months on the road để phá được cái kỷ lục của anh Eric thay vì là thắng cuối năm. Nhưng mình thua. Tháng 8, tháng 9 là mình thắng Salesman of the Month. Tháng 8 mình bán 17 chiếc rưỡi và tháng 9 á mình không có muốn đua với ai hết, mình chỉ muốn đua với chính bản thân của mình. Tháng trước tức là mình phải beat bản thân của mình hồi tháng 2, hồi tháng 8 là mình được 18 chiếc. Nhưng mà tháng 10 mình bán không được, tháng 10 mình thua, mình chỉ đi về nhì, về ba thôi. Có một cái anh Salesman of the Month mới, anh này là một Salesman mới vô. Và mình biết rằng cái tâm lý của anh Anthony lúc đó đó, anh cũng muốn chứng minh với mọi người khác rằng là if you want something bad enough, you find a way to get it. Là tại vì ảnh cũng come out, cái này mình không có nói là đổ thừa nha, cái này cũng đổ thừa nha, cái này là mình giải thích cho các bạn là ảnh muốn chứng tỏ một cái suy nghĩ là nếu bạn cố gắng, doesn't matter bạn vô nghề lâu hay bạn mới vô mua nghề, giống mới vô nghề, bạn đều có thể trở thành Salesman of the Month. Thì cái tháng đó vinh danh một anh Salesman mới, anh Anthony hỗ trợ nhiều hơn, ra close deal nhiều hơn để đẩy ra cái điều đó, tại vì cái gần cuối đua deal thì là anh cũng đang trong top đầu. Nhưng mà mình không có cảm thấy khó chịu về vấn đề đó, mình chỉ nhắc lại thôi. Tức là
cái tư duy đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của Anthony, và mình cũng như vậy, và mình luôn muốn dùng tất cả những cái chuyện gì mình trải qua, những cái bài học mình học được để chứng minh một điều rằng là nếu các bạn muốn cái gì đó bất chấp mọi thủ đoạn, các bạn nhất định sẽ làm được. If you want something bad enough, you will find a way to get it. Thì đó là những cái tư duy mà rất là tích cực, rất là hay. Nó nung nấu lên, nó làm cho mình có một cái sự quyết tâm để phấn đấu bằng những người giỏi hơn mình. Rồi cộng với những cái chông gai đi qua, nó sẽ tạo thành một cái điểm động lực mà mình không biết cái tên gọi là gì, cho đến khi mình gặp anh Dan thì anh mới đặt cái tên nó gọi là lửa củi. Mà mình thấy nó cũng rất là đúng, nó là lửa củi, nó không phải lửa rơm. Nó vẫn còn cháy cho tới ngày hôm nay. Mình có rất nhiều những lửa củi khác mà mình đang ăn âm thầm làm. Bởi những cái lửa củi gói gọn trong cái dealership ngày xưa đó, nó quá nhẹ, nó cũng là thành công của mình. Nhưng mà bây giờ lửa củi này nặng ký hơn nhiều, mình sẽ phải âm thầm để đạt được những cái điều mình muốn. Tới lúc đó thì mình sẽ nói cho các bạn nghe những cái lửa củi này. Thì đó là cái video về anh Anthony ngày hôm nay. Trước khi mình kết thúc video này thì mình sẽ cho các bạn xem một trong những cái bài motivation mà may mắn mình còn giữ lại ở trên Facebook của mình. Còn trên YouTube thì mình đã xóa hết rồi. Bố anh Anthony, cái cách mà ảnh truyền những cái động lực vào các anh em trong mỗi buổi sáng ngày xưa. Điểm yếu của anh Anthony là gì? Trước khi mình đi, một người không thể quá hoàn hảo. Và mình nghĩ rằng là anh Anthony là cái người thầy đầu tiên của mình, cho nên mình đã học được rất nhiều những cái tư duy của ảnh. Cho nên là những cái điểm yếu mình cũng bị học luôn. Đó chính là cái sự arrogant. Thật ra không phải riêng anh Anthony, những cái người làm trong nghề xe đó, cái salesman xe, họ rất là aggressive, họ rất là hung hăng, họ rất là đối khác, họ rất là, không biết dùng cái chữ gì trong tiếng Việt aggressive cho chính xác nhất trong những salesman xe. Họ rất là lì lợm, chai lì. Và khi họ đạt đến những thành công và họ giỏi và họ tự tin thì họ có cái ego. Ego là giống như cái sự danh dự của bản thân, thì sẽ trở nên arrogant. Mà trong một số video anh Dan chia sẻ rằng arrogant cũng là một đức tính cần có của một người salesman để đạt được những cái sale. Arrogant ở đây mình có thể dùng cái chữ là ngông cuồng, bất cần. Tức là man, vậy nè, cái là cái tư duy của những người này rất là bóp chát. Man, mày coi thường tao, I don't give a fuck man, shut up man, I'll show you, I'll shut you up. Đó là cái đó là cái attitude của người này. Cái gì mày nói cái gì? Xe Hyundai giỏi, ngon xe Toyota, mày không biết gì, you don't know shit bro, don't talk to me. Dạng giống vậy. Tức là they're confident, they know what they're doing, they know what they're talking about. Điểm này có thể là điểm yếu. Bởi vì in the long run thì nó giống như mình đã phân tích những hôm bữa rồi, nó sẽ làm tổn thương những người xung quanh. Mình tiếp xúc với anh Anthony thì dạo gần đây ảnh cũng đã cool down, và mình thấy là ảnh đã khác đi rồi. Ảnh đã muốn lui về, ảnh muốn dịu dàng hơn và ảnh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Như cái video số 6, số 7 trong cái series tư duy tích cực mà mình có chia sẻ lên cho các bạn xem đó. Thì mình nghĩ nếu mà có một cái điểm yếu nào của anh Anthony thì đây chính là cái điểm yếu của anh Anthony. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó là đức tính cần có trong người sale. Cái đó là đức tính cần có trong người sale, trong một cái executive của một cái dealership. Còn nếu mà để ra làm những cái gọi là startup entrepreneur thì mình nghĩ rằng sẽ cần một cái người nghệ thuật hơn một chút, art hơn một chút. Thì cái đó mình sẽ nói về trong tập 2 anh Dan Đặng. Rồi, tạm biệt các bạn sau cái video này. Mời các bạn xem một trong những bài motivation speech của mình, của anh Anthony. Hẹn gặp lại video ngày mai. Motivation, and a lot of us have it within us, but we don't use it. A lot of us get pushed down by either a coworker, ex-husband, ex-wife, ex-girlfriend, whatever, ex-boss, and we seem to always forget that there is an inner strength in each and every one of us. Because remember, a while back I told you we were all born different. We were all born in different family, different circumstances, and different situations. It's really up to us to get out of it, okay? Now, I start doing this a little bit more and more is because, you know, I actually got motivated by an individual person in this room. And, you know, it's funny is I didn't really know that he was doing video on the side. And when I knew he did video, but I didn't really knew that he went above and beyond and did all sorts of video and shared it with the Vietnamese community. And you know, at the beginning I go, how foolish is that? That you're sharing this with the Vietnamese community, right? But then I start watching his video and I got like, this guy's pretty good. And here's a guy that actually worked with us right now, today, who go to
every steps differently every single day when he's at work. And he go to different diversity when he's at work. And he's also the guy who get the most crap out also in the store. But he's out there doing a video for people and talking about, you gotta live your life, you gotta do this. And you know, and this is really for him today. And it's also for the rest of you guys, that you guys have to have your own motivation. You guys have to have your own condition of what you wanna be and where you wanna go in life. And it's not about just selling a car to a customer, okay? But it's about touching someone else's life. Whether it's your significant other, whether it's your coworker, whether you touching a customer by giving them a car and giving them hopes, because maybe they didn't think they can buy a car. Maybe they didn't think that they can afford to buy that car for that payment. Or you giving hope to your co-partner who's really down right now, who only have six cars out, who have three cars out, and you know, you come up to them and you pat them on the back, and you know what, you're doing everything correct. It will come to be your turn and you'll make it right. Because we all need a little bit push in our life. And as a leader, I need push every single day. Trust me, I have a lot of negative thing in my life too as well. That's why I always tell you guys, you don't know what a person go through in their mind and let you walk in that person's shoes. You have no idea what I do when I walk out of here, or you have no idea what I do when I walk to work and what's going through my head. And most of the manager, Robert and Braden and Stefan, they go through it with me because they see my frustration, they see my anger, they see my energy level, and they know when I'm up and down, okay? Because I wear my emotion on my sleeve 98% of the time. But I try to shill the other 2% and reconvert it back to 98, where you guys don't see it. So I have become a master of hiding it, right? But that's not the right way to live. That is not the right way that you walk into a store and say, hey, Tommy, how are you? And I say this a long time ago, 6 months ago when I took over this store, we changed at Hyundai. I wasn't gonna let this team fall apart. And Tommy and Burns and I think John Kim is the only three person left of the group. Simon came from parts, right? Everybody else in this room are all new, with the exception Alex and Sam and Claudio was over at the Nissan store. But we hadn't made a change in our store, and we hadn't made a commitment to ourselves. And then we made a decision that this wasn't gonna be what it's gonna take for us to get to the next level if we don't commit to it. So I'm asking you today, today is the last day of the day, the month. Commit to it. Commit to making yourself better. Commit to that customer is in front of you. And yes, we all joke around and we, you know, we're said an Indian customer, Chinese customer, Caucasian customer, or a black customer, or whatever it is. You know, at the end of the day, we choose to take the business. We choose to take that $10,000 check from a customer. If we lose $1,000, we make $1,000 profit. We choose to do it. Okay? So make it exceptional for the customer. Make them feel great. Because you just don't know. And I, you know, we have this advertising for 4088, right? Used car. Right? And we sit there, we laugh at the customer and you go, man, this guy's a freaking, that's all they want to spend is 48. Do you know that some of this customer that come in to buy the 48, that's all they really have? That is something they say for years and years and months to get the 48 and not to spend the money. And we're laughing at them. You know, we call them a mooch. We call them all this. And it's, I'm the first one to do it. Don't get me wrong. I do it too. But we can stop by all together doing the same thing and start realizing that there's a purpose that we do every single day that we come to work. We have a purpose. Whether it's for your family, your fiance, your ex-wife, a couple of them, okay? Your kids at home, you know? Whatever your purpose is, make it the purpose for you to shine. Don't shine for me. Don't shine for the store. Make it the purpose to shine for yourself.
So today, give it all you have. It's the last day of the month. We all know Nissan needs 16 new units from here to the second. Now, if I tell you 16 units, that's a lot. But if I ask you very carefully, Cynthia, can you give me 1.5 car today? In your case, you know you need 2.5 to hit your 9. And I know and I believe that you can get it done. Can you give me 2 units today? Yes. Yes. Steven, can you give me 1 unit today? Okay. Claudio, being on vacation, can you give me 2 today? Okay. Sam, not skipping you. No. You can give me 3 today. I can do it. Alec, if I ask you to give me 2.5 today, I'll do it. Okay. Mac, 2.5 from you today. Yes, sir. David, 2.5 from you today. I... And you see the number just get added up. Right? The same thing go on this side. We don't really need the volume in it. We need growth because that's what we're going after this side. If I ask $30,000, that's a lot. But I go around the room and I say, Burns, I need $5,000 from you today from 2 deals. Sure, no problem. Andre, I need $7,000 from you. I got $1,700. What? Okay. Simon, $5,000. Yes, yes. Kid, $3,000. $5,000. Got it. $5,000. $5,000. $5,000. $5,000. We can do it. You add those up, but if I tell you $30,000 is a lot, but if I add each one of you the commitment, okay, for a smaller number, it'll add up. So today is the last day of the month. Let's finish strong. Let's do it with a bang. We know it's gonna be busy. Yesterday's gone. I can't go back and I can't change it, okay? Look at the used car lot. It looks, I drove in, like, whoa, look pretty nice. So whoever had the idea, and I'm pretty sure it came from for a used car leader, Mike's sitting in the back kind of hiding, you know? He did a lot, it looked pretty nice, right? We're ready to make that commitment. Can we do it? Yeah!